chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 20 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Hiệp định RCEP tại Việt Nam, Mỹ lùi, Trung Quốc tiến. Hiệp định RCEP được ký kết ghi dấu một bước tiến của Trung Quốc vào thị trường lớn nhất thế giới, trong khi Mỹ đứng ngoài cuộc. Đây có phải là một thắng lợi của Việt Nam hay không, khi Trung Quốc rõ ràng đã ngày càng lấn tới trên Biển Đông một cách trắng trợn hơn. Cùng lúc ấy, tuyên bố chung hôm 14 tháng 11 sau cuộc họp thượng đỉnh Đông Á tại Hà Nội do chính Việt Nam chủ trì đã hoàn toàn không nhắc đến Biển Đông. RCEP và Việt Nam trong lúc Mỹ lùi Trung Quốc tiến tới là điều bài bình luận của tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, cựu đại sứ Việt Nam tại Hà Lan, hiện là giám đốc Trung tâm Thông tin và Hợp tác Quốc tế Viện Nghiên cứu các vấn đề phát triển, nội dung bài viết như sau. Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP được ký kết vào ngày 15 tháng 11 năm 2020 là thỏa thuận mậu dịch tự do khủng nhất. Nó ra đời đúng lúc có nhiều biến động và xáo trộn về chuỗi cung ứng trên toàn cầu. Đây là hình ảnh ở phía Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký kết Hiệp định RCEP trước sự chứng kiến của Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc vào sáng ngày 15 tháng 11. Tuy nhiên, liệu RCEP có giúp Việt Nam giải quyết được bài toán nhập siêu từ Trung Quốc và từ một số đối tác ngay trong chính khối hay không thì chưa thể xác quyết. Sức nóng của hậu bầu cử Mỹ vào năm nay đã lấn át một phần các hội nghị cấp cao của ASEAN 37 và cấp cao Đông Á EAS 15 từ 11 cho đến 15 tháng này. Trong khuôn khổ ấy, 10 nước Đông Nam Á và 3 đối tác Đông Nam Á là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc cùng Úc và New Zealand đã ký kết Hiệp định RCEP thì Mỹ lại dường như bị gạt ra ngoài cơ chế liên kết khu vực. Trước mắt, RCEP chưa hẳn đã là một thỏa thuận lý tưởng nhất vừa được ký kết, nhưng cũng không phải là một hiệp định tồi tệ, ít nhất ở hai khía cạnh. Thứ nhất, các tập đoàn và các công ty toàn cầu sẽ bắt đầu nghĩ về châu Á như một thị trường cuối phù hợp với họ. Các cơ sở kinh doanh và sản xuất sẽ tái cơ cấu hoạt động nhằm hướng tới thị trường bao trùm 1/3 dân số thế giới này. Thứ hai, vượt xa các thỏa thuận thương mại và trong khuôn khổ ASEAN cộng 1 từ nay, ASEAN đã giành thêm được một quyền tiếp cận thương mại hàng hóa từ các nền kinh tế khổng lồ như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Việc đơn giản hóa và hợp nhất các quy tắc từ nhiều FTA khác nhau quả là một nhất cử lưỡng tiện. Ngoài việc sử dụng các FTA độc lập hiện có, các nước ASEAN có thể yêu cầu quyền tiếp cận thị trường theo RCEP. Đây là hình ảnh màn hình truyền hình trực tiếp buổi lễ ký kết RCEP vào hôm 15 tháng 11 năm 2020 trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 tại Hà Nội. Trong vòng 2 năm nay, ngoài Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, đây là thỏa thuận lớn thứ hai không có Mỹ. Phải chăng Mỹ đã lùi thì Trung Quốc tiến? Rồi đây, nếu Washington vẫn chỉ đóng vai trò quan sát viên đối với các cơ chế hợp tác kinh tế hay an ninh khu vực, thì liệu RCEP có trở thành bước ngoặt cho các mối giao bang đầy trắc trở của các nước ở Đông Nam Á lẫn Đông Á và Trung Quốc hay không? Ở chiều ngược lại, tâm lý bồn chồn về tương lai vẫn còn ngự trị. Liệu RCEP và hiệu ứng của sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc sẽ là cái dây thòng lọng thắt cổ các nước thành viên khi một trong các thỏa hiệp trong 8 năm đàm phán nhằm che đậy các động cơ trái ngược nhau trong quá trình đi đến đồng thuận sẽ trào lên và dẫn đến xung đột không thể điều hòa? Bỗng Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đánh giá Hiệp định RCEP là một niềm tự hào, là thành quả to lớn. Tuy nhiên, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tại thời điểm hiệp định mới ra đời vẫn bày tỏ quan ngại. Đáng chú ý hơn, Ngoại trưởng Phạm Bình Minh hôm 17 tháng 11 về dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại Nam Định quê hương ông, khi nói tới những thành tựu quan trọng trong công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, ít nhất là trên mặt báo, đã không nhắc gì đến sự kiện ký kết RCEP trong khuôn khổ cấp cao ASEAN 37. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Ấn Độ Modi, và Ấn Độ đã từ chối tham gia vào RCEP vì lo ngại hàng hóa Trung Quốc tràn vào khiến nhập siêu từ Trung Quốc tiếp tục gia tăng. Và phải chăng, khác với những lần tham gia các định chế quốc tế lớn trước đây, kỳ này Việt Nam phần nào tỏ ra thận trọng hơn? Các tờ báo của nhà nước không chạy xã luận như rung trời hoặc coi gia nhập RCEP là thắng lợi vẻ vang. Bởi vì vẫn còn đó những quan ngại với thể chế dễ bị các nhóm lợi ích thao túng. Việt Nam có tận dụng được cơ hội do EVFTA hoặc CPTPP hay RCEP mang lại hay không? Bà
Phạm Chi Lan, nguyên Phó Chủ tịch Tổng Thư ký BCCI mới đây đã nói với đài BBC rằng thực sự bà tiếp cận thông tin về RCEP với cảm giác nửa mừng, nửa lo và có lẽ lo còn hơn mừng. Bởi vì một mặt, hiệp định có thể mang lại một số lợi ích cho Việt Nam và cũng vì có lợi ích nhất định cho nên Việt Nam mới tham gia. Nhưng mặt khác, RCEP cũng đã có nảy sinh một số vấn đề. Một trong những vấn nạn ấy là Việt Nam hiện đang vươn lên tham gia chuỗi giá trị toàn cầu với một vị trí tốt hơn, mang lại nhiều lợi ích hơn cho nền kinh tế và nhất là giúp tăng cường hội nhập để thoát ra khỏi vị thế phụ thuộc quá nặng vào một số đối tác khổng lồ. Vậy tham gia RCEP liệu có giảm bớt được các động lực của Việt Nam? Liệu vì những lợi ích trước mắt Việt Nam có lơ là những cố gắng lâu dài hơn hay không? Le lói một niềm hy vọng mong manh khác là RCEP rồi ra đây sẽ có tác động như thế nào như một lực kiềm chế ở một số mức đạo nào đó với Trung Quốc. Đây là hình ảnh biểu đồ mô tả độ phủ của hiệp định RCEP so với các hiệp định thương mại lớn tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm hiệp định ASEAN và hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương CPTPP, bao gồm 11 nước sau khi Mỹ tuyên bố rút khỏi TPP vào năm 2017. Nghĩ rằng Trung Quốc sẽ phải dè chừng hơn trong các hành động của mình trên Biển Đông, Biển Hoa Đông, Bắc Kinh không thể múa gậy vườn hoang vì sẽ bị chế tài bởi lợi ích do hiệp định mang lại. Biết đâu, sau RCEP, họ càng không ngưng nghỉ tạo hình ảnh mới về mình đối với các nước trong khu vực. Nhưng Bắc Kinh đã không hề kiềm chế. Ngay khi hiệp định RCEP chưa ráo mực, vào ngày 16 tháng 11 năm 2020, bản tiếng Anh của tờ Nhân dân Nhật báo Trung Quốc đã đăng tải tấm ảnh đảo Duy Mộng thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền, kèm theo thông báo Bắc Kinh đang tập trận trên biển Nam Trung Hoa, tức là Biển Đông, và cấm ngặt tàu bè qua lại, gồm có cả tàu Việt Nam. Và như một cảnh báo không thể kịp dài hơn, vào ngày 16 và 17 tháng 11 năm 2020, tại Hà Nội, Hội thảo quốc tế 2 ngày về Biển Đông lần thứ 12 với chủ đề Duy trì hòa bình và ổn định trong giai đoạn hỗn loạn cũng đã chỉ rõ năm qua, Trung Quốc đã lợi dụng dịch bệnh để tăng cường các hoạt động phi pháp trên biển. Cụ thể, nhân cơ hội các nước đang tập trung chống đại dịch, Bắc Kinh đã thúc đẩy các tham vọng của họ trên Biển Đông. Một vấn đề nóng bỏng khác được đề cập tại cuộc hội thảo nói trên liên quan đến chủ đề phòng tránh đụng độ trên biển là dự luật cảnh sát biển của Trung Quốc. Đây là hình ảnh ba chiếc tàu hải cảnh của Trung Quốc tham gia đâm chìm, uy hiếp và tấn công các tàu cá của ngư dân Việt Nam vào sáng sớm ngày 2 tháng 4 năm 2020. Ảnh do những người cư dân ở đây cung cấp. Và điều bất chắc ở đây là dự luật này có thể quy định cho phép lực lượng chấp pháp biển Trung Quốc sử dụng vũ lực trên biển và điều này trái với một quy định tại UNCLOS 1982 tại Biển Đông. Cấp cao Đông Á với ASEAN ở vị trí trung tâm là diễn đàn chiến lược hàng đầu trong vùng, là nơi các lãnh đạo trao đổi về các vấn đề quan trọng, ảnh hưởng đến hòa bình, an ninh và thịnh vượng của khu vực. Theo ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam cho biết như thế sau khi phát biểu khai mạc EAS 15. Nhưng tuyên bố Hà Nội tại EAS 15 lại không hề đề cập gì cụ thể đến Biển Đông. Các tranh chấp ác liệt, đặc biệt tăng cao bất thường trong năm nay với các hoạt động gây hấn của Trung Quốc giữa bối cảnh đại dịch đã không được nhắc đến. Tuyên bố chỉ nói chung chung rằng các quốc gia thành viên sẽ tăng cường các hành động thực tiễn và phối hợp toàn diện trong những lĩnh vực ưu tiên nhằm ứng phó đối với các thách thức cùng quan tâm. Sự mềm mỏng nói trên là sách lược trong thời điểm nhất định hay đấy là sự điều chỉnh chính sách của Việt Nam nói riêng và ASEAN nói chung trong kỷ nguyên Biden sắp tới, câu hỏi cũng được đặt ra. Và liệu tới đây thi thoảng Việt Nam chỉ còn nhắc tới bộ tứ như một giấc mơ thoảng qua hay tiếp tục kiên trì xây đắp bộ khung an ninh tập thể theo hướng Ấn Độ Dương tự do và rộng mở? Và chừng nào vẫn còn những vấn đề trên biển thì bộ tứ bao gồm Mỹ, Nhật, Úc và Ấn Độ vẫn còn đất sống. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á được tổ chức trực tuyến tại Hà Nội vào hôm 14 tháng 11. Chú ý không khí bữa tiệc. Dư luận cho rằng giữa tâm trạng hưng phấn được kích hoạt bởi sự kiện, cả chủ nhà lẫn các lãnh đạo của EAS 15 đã không muốn nhắc lại những điều rất khắc nghiệt trên Biển Đông trong năm qua đang khép lại với nhiều khả năng sang năm tới còn khắc nghiệt hơn nữa. Và lại, tại thượng đỉnh ASEAN vừa qua, cả Việt Nam, Philippines cũng đã liên tục thúc đẩy hồ sơ trên Biển Đông. Thực tế, mọi người đều biết, trong khi Mỹ muốn đối đầu và ly thân với Trung Quốc, thì các cuộc tập trận tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương trong năm qua vẫn chưa đủ sức răn đe
và ngăn chặn Trung Quốc thao túng Đông Nam Á và hành xử trên Biển Đông như cái ao nhà của mình. Cái gậy và củ cà rốt của Trung Quốc tỏ ra lưỡng dụng. Một mặt, Trung Quốc tiếp tục thọc sâu vào các vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của Việt Nam như chỗ không người. Mặt khác, Bắc Kinh vừa qua đã hạ cố tuyên dương Hà Nội trong vai trò chủ tịch ASEAN mà dẫn dắt khối ASEAN kết thúc đàm phán RCEP. Trung Quốc là như vậy, khen hôm nay, chê ngày mai là thỏa thuận liên quan đến địa chính trị và địa kinh tế. Tương lai của RCEP tùy thuộc vào cách 14 nền kinh tế thành viên và Trung Quốc sẽ điều chỉnh để thích nghi lẫn nhau trong khuôn khổ khối thương mại lớn nhất hành tinh. Ngược lại, nếu ban lãnh đạo Bắc Kinh không tiết chế, RCEP sẽ trở thành con dao hai lưỡi, lợi bất cập hại. Đến lúc ấy thì chính Trung Quốc cũng khó trở thành ngư ông đắc lợi trong tương lai. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Sáu ngày 20 tháng 11 năm 2020 với bản tin Hiệp định RCEP tại Việt Nam, Mỹ lùi, Trung Quốc tiến. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.